Vì sao Châu Tinh Trì làm phim giỏi là thế, mà nhiều diễn viên hợp tác vài lần là bỏ chạy? Hóa ra tính cách bùn xỉn, tính toán chi li chỉ là khuyết điểm nhỏ. Nhắc đến Châu Tinh Trì, đa phần mọi người đều nhớ ngay đến những tác phẩm hài được xếp vào hàng huyền thoại của ông. Thậm chí, người trong giới từng nhận định về vua hài châu Á rằng trong vòng 100 năm, không ai có thể vượt qua được Châu Tinh Trì. Những diễn viên phụ từng hợp tác với ông cũng đổi đời, được nhiều khán giả biết đến. Dẫu vậy, nhân duyên của Châu Tinh Trì lại chẳng tốt lắm, thậm chí còn bị nhiều bạn diễn thân thiết quay lưng nữa cơ. Vì sao lại thế? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thử nhé! Một, bủn xỉn, tính toán. Việc Châu Tinh Trì keo kiệt là sự thật chẳng ai chối bỏ được, bởi những đồng nghiệp lâu năm của ông như Điền Khải Văn, Lý Tu Hiền đều phải kêu trời vì thói tính toán chi li của vua hài. Mua tặng một cái áo sơ mi cũng đòi bù lại bằng 13 vé xem phim mới vừa lòng. Hay mừng đám cưới cho cậu bạn nối khối lương triều vĩ có 28 triệu đồng. Đó là lý do mà từ Ngô Mạnh Đạt đến bạn gái cũ Vu Văn Phượng đều có giai đoạn cạch mặt Châu Tinh Trì vì không thể chịu đựng được tính xấu của ông. Thật ra, nếu nói Châu Tinh Trì keo kiệt thì không hẳn, bởi ông sẵn sàng chi đến 100 tỷ để làm từ thiện, cũng sẵn sàng quyên phần lớn tài sản cho công ích. Tuy nhiên, vì EQ không cao nên Châu Tinh Trì chẳng biết xử lý các mối quan hệ với đồng nghiệp, chỉ đơn thuần cho rằng bạn bè thì nên sòng phẳng với nhau. Tuy nhiên, chính vì quá coi trọng sòng phẳng, không bao giờ chịu thiệt ấy đã khiến người ta cảm thấy vua hài tính toán chi li, không phóng khoáng với bạn bè. Kết quả là ông phải sống trong cô độc. 2. Khó tính, cái tôi quá lớn. Châu Tinh Trì luôn đầu tư kỹ lưỡng về công sức và chất xám, chăm chút đến từng tình tiết nhỏ nhất cho mỗi tác phẩm của mình. Bản thân Châu Tinh Trì lên phim thì nhí nhố hài hước là thế, nhưng ngoài đời lại cực kỳ kỹ tính, luôn đặt ra yêu cầu rất cao cho các thành phẩm của mình và không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai. Điều này khiến những người từng hợp tác với vua hài phải sợ hãi mà bỏ chạy đó. Uyển Quỳnh Đan là ví dụ điển hình nhất. Khi quay Thần An, bà phải quay đi quay lại đến 100 lần cho một cảnh quay chỉ kéo dài 1 phút mà thôi. Và điều này đã thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng Uyển Quỳnh Đan, khiến bà dù rất kính nể vua hài cũng phải bỏ cuộc chạy lấy người. Chính Uyển Quỳnh Đan từng thừa nhận trong một buổi phỏng vấn trước đây, quay phim với Châu Tinh Trì là công việc vô cùng áp lực. Tôi không muốn hợp tác cùng Châu Tinh Trì nữa. Có thể thấy, dù đã làm bạn diễn ăn ý của Châu Tinh Trì và hợp tác với ông trong hàng loạt bộ phim như Thẩm Tử Quan, Võ Trạng Nguyên, Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, Quan Sẩm Lốc Cốc, Đại Nội Mật Thám 008. Nhưng bản thân Uyển Quỳnh Đan vẫn không thể thích ứng được với cách làm việc chi li, tỉ mỉ đến gây ám ảnh của vua hài. Mà đâu chỉ Uyển Quỳnh Đan và các diễn viên, đến những đạo diễn danh tiếng như Đỗ Kỳ Phong hay Vương Tinh sau vài lần hợp tác cũng nói lời từ biệt với vua hài. Không ít người trong số họ còn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Châu Tinh Trì, sẵn sàng kể xấu nam tài tử ở khắp nơi nữa cơ. Hay bạn thân của Châu Tinh Trì là Lương Triều Vĩ cũng tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với nhà sản xuất Mỹ Nhân Ngư, bởi vì ảnh đế này quá hiểu tính xấu của cậu bạn. Dù thân thiết là thế, nhưng chỉ cần Lương Triều Vĩ gật đầu đồng ý, Châu Tinh Trì sẵn sàng ép cát xê xuống mức tối thiểu và sẽ hành mình cho đến lúc vừa lòng mới thôi. Thế nên, cách tốt nhất để duy trì quan hệ thân thiết với vua hài là đừng bao giờ hợp tác với ông.